15 Pro Max bị vỡ kính các bạn ạ. Thực chất ra cái vấn đề mà ép kính cũng như là thay cổ cáp màn hình ấy, thì mình cũng chia sẻ cũng rất là nhiều rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ làm thực chiến cho mọi người một con màn hình 15 Pro Max các bạn nhé. Thì khách trong quá trình sử dụng thì có vô tình bị làm rơi và nó sẽ bị vỡ kính. Như những tất cả những cái dòng máy ép kính khác của dòng iPhone anh em đã biết rồi. Chúng ta phải vệ sinh thật là sạch cũng như là chúng ta kiểm tra làm sao nó hợp lý nhất về cái vấn đề bụi cũng như là vệ sinh làm sao nó sạch khi mà chúng ta vào kính các bạn nhé. Đối với những anh em nào mà chưa quen về cái dòng 15 Pro Max hoặc là 15 Pro thì chúng ta cứ bình tĩnh và chúng ta nhẹ nhàng chúng ta làm thì chúng ta sẽ trải nghiệm. Anh em cứ mạnh dạn làm. Thực chất ra thì cái vấn đề này nó cũng dư những con máy khác, ví dụ như 14 Pro Max cũng thế thôi. Nên là anh em chúng ta làm sao mà cẩn thận nhất, nhẹ nhàng nhất thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt nhất các bạn nhé. Thì sau khi mà thay kính xong thì ráp lại thì mọi chức năng nó vẫn hoạt động bình thường cũng như là trở về một cái tình trạng máy nguyên bản như ban đầu các bạn nhé. Thì anh em có thể nhìn thấy này, sau khi mà thay xong thì nó đã lên táo, cảm ứng rất là nhạy luôn các bạn nhé. Thì anh em chúng ta cứ tiến hành làm.